58. Phẩm Căn Già Thiên. Bấy giờ trong chúng có một thiên nữ tên là Căn Già Thiên, từ tòa đứng dậy đảnh lễ Phật, che vai trái, quỳ gối phải sát đất, rồi chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, con sẽ tu đầy đủ các hạnh bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, thành thục hiếu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Tịnh độ được con trang nghiêm cũng giống như cõi Phật mà hôm nay Đức Thế Tôn đã nói cho đại chúng nghe trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này. Ở đó mọi thứ đều viên mãn. Sau khi nói lời này, Căn Già Thiên liền đem đủ loại hoa vàng, hoa bạc, các loài hoa mọc trên cạn hoặc dưới nước, đồ trang sức và một bộ thiên y màu vàng kim hết lòng cung kính giải và dâng lên Phật. Nhờ thần lực của Phật, các thứ đó bay lên không trung, xoay quanh bên phải, hóa thành đài báu có bốn trụ và bốn góc ở trên đảnh Phật. Đài ấy được trang trí xinh đẹp, rất đáng ưa thích. Khi ấy, thiên nữ đem căn lành này cho khắp các hữu tình một cách bình đẳng, để cùng nhau hồi hướng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Biết thiên nữ kia có chí nguyện sâu rộng, Đức Thế Tôn liền mỉm cười. Pháp thường của chư Phật khi các ngài mỉm cười, thì có ánh sáng đủ màu sắc từ miệng chiếu ra. Nay Phật cũng vậy, từ miệng ngài phóng ra đủ loại ánh sáng xanh vàng đỏ trắng, hồng tím xanh biếc xanh lục, chiếu khắp mười phương vô lượng vô biên thế giới chư Phật. Rồi trở lại cõi này, hiện đại thần biến vòng quanh Phật ba vòng, rồi vào trong đảnh Phật. Sau khi thấy việc đó, Ananda từ tòa đứng dậy đảnh lễ Phật, che vai trái, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính thưa: Bạch Thế Tôn, vì lý do gì mà ngài mỉm cười? Các đức Phật mỉm cười đều có nguyên nhân. Khi ấy, Đức Thế Tôn bảo khánh hỷ Ananda: Vào đời vị lai, thiên nữ này sẽ thành Như Lai ứng chánh đẳng giác, ở kiếp tên Tinh Dụ và Phật hiệu Kim Hoa. Này khánh hỷ, ông nên biết đây là lần cuối cùng thiên nữ này mang thân nữ. Sau khi bỏ thân này, thiên nữ đó mang thân nam và không trở lại làm nữ cho đến tận đời vị lai. Sau khi ở đây chết đi, vị ấy sẽ sanh ở cõi nước bất động Như Lai ứng chánh đẳng giác ở phương Đông, rất đáng ưa thích. Ở cõi Phật ấy, thiên nữ kia siêng tu phạm hạnh và có hiệu là Kim Hoa, vị ấy tu các hạnh của Đại Bồ Tát. Này khánh hỷ, ông nên biết Bồ Tát Kim Hoa từ thế giới Phật bất động qua đời, rồi lại sanh phương khác, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn, sanh ở nơi nào và ở đời nào cũng thường được gặp Phật, như chuyển luân vương từ cung điện này đến cung điện khác, vui chơi hưởng lạc, suốt đời chân không đạp đất. Cũng lại như thế, Bồ Tát Kim Hoa từ cõi Phật này đến cõi Phật khác, cho đến chứng đắc vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, đời đời thường được gặp Phật, thường nghe chánh pháp, tu hạnh Bồ Tát. Bấy giờ khánh hỷ thầm nghĩ, lúc Bồ Tát Kim Hoa thành Phật, chắc vị ấy cũng sẽ diễn giảng Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, số lượng đại Bồ Tát trong hội ấy cũng nhiều bằng số Bồ Tát trong hội Phật hiện nay không? Biết ý nghĩ của khánh hỷ, Phật bảo: Đúng như ông nghĩ, sau này lúc Bồ Tát Kim Hoa làm Phật, vị ấy cũng diễn giảng cho chúng hội nghe pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, và vô số đại Bồ Tát trong hội ấy cũng giống như số Bồ Tát trong hội Phật hiện nay. Này khánh hỷ, ông nên biết lúc Bồ Tát Kim Hoa làm Phật, số đệ tử xuất gia rất nhiều không thể tính hết, nghĩa là không dùng số 100, 1000 hay 100.000 để đếm, chỉ có thể nói tổng số chúng đệ tử là vô lượng vô biên, trăm ức muôn ức. Này khánh hỷ, ông nên biết lúc Bồ Tát Kim Hoa làm Phật, có ấy không có nhiều thứ tội lỗi như trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa đã nói. Khi ấy khánh hỷ lại bạch Phật: Trước đây thiên nữ này đã phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, trồng các căn lành và hồi hướng phát nguyện với vị Phật nào mà nay được gặp Phật, cung kính cúng dường Phật và được thọ ký bất thối chuyển. Phật bảo: Này khánh hỷ, do trước đây thiên nữ đã phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, trồng các căn lành và hồi hướng phát nguyện với Phật Nhiên Đăng, nên nay gặp ta, cung kính cúng dường ta và được thọ ký bất thối chuyển. Này khánh hỷ, ông nên biết trong quá khứ ta đã dùng năm cành hoa để dâng cúng Phật Nhiên Đăng và hồi hướng phát nguyện với ngài. Biết ta căn lành đã thành thục nên Đức Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho ta đời vị lai ông sẽ được làm Phật, có hiệu là Năng Tịnh, ở cõi tên Kham Nhẫn, và kiếp có hiệu là Hiền.
Khi ấy, nghe Phật thọ ký Đại Bồ Đề cho ta, thiên nữ vui mừng tột độ, dùng hoa vàng dâng, giải lên Phật và phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, trồng các căn lành, hồi hướng phát nguyện, cầu xin sau này, lúc Bồ Tát ấy làm Phật, tôi sẽ được thọ ký như Đức Phật hiện tại, thọ ký Đại Bồ Đề cho vị ấy, vì vậy nay ta thọ ký cho cô ấy. Nghe Phật nói khánh hỷ vui mừng tột độ, lại bạch với Phật. Để cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề từ lâu thiên nữ này đã trồng cội phước đức và nay được thành thục, vì vậy Như Lai ứng chánh đẳng giác đã thọ ký cho cô ấy. Phật bảo khánh hỷ, đúng vậy như ông đã nói. Để cầu vô thượng chánh đẳng bồ đề từ lâu thiên nữ căn già đã trồng các cội phước đức và nay đã thành thục, vì thế ta thọ ký cho cô ấy, được bất thối chuyển vô thượng chánh đẳng bồ đề như cô ấy đã mong cầu. Hết quyển thứ 451.